đang vụng trộm trong lều thì chồng về mà màn tẩu thoát thót tim của gã nhân tình. Người xem cũng phải hồi hộp đến tận phút cuối xem gã bồ có bị anh chồng phát hiện hay không. Lúc này, cô vợ và gã nhân tình đang mây mưa bên trong lều. Cặp đôi này cũng quá táo bạo rồi, cửa lều thì vẫn đang mở mà lại ngoại tình công khai thế này. Có tiếng anh chồng ở bên ngoài, cô vợ vội vùng dậy ngó ra xem. Lúc này anh chồng đã về sát gần lều, cặp đôi ngoại tình đang hoảng hoạn bên trong lều. Cô vợ vội vã cản anh chồng lại không cho vào lều. Anh chồng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô vợ kéo anh chồng ngồi xuống ghế nói chuyện để đánh lạc hướng. Lúc này gã nhân tình vẫn ở trong lều tìm cách bỏ trốn. Anh chồng chắc không thể ngờ được gã nhân tình của vợ đang ở ngay phía sau mình. Zoom cận camera, có thể thấy đôi giày của tên nhân tình đang để ở trước cửa lều. Không hiểu vì sao mà người chồng lại không phát hiện ra. Cô vợ giả vờ đấm bóp cho anh chồng. Lợi dụng cơ hội ra hiệu cho gã nhân tình bỏ trốn bằng cửa sau của lều. Lúc này chỉ cần quay lại thôi là anh chồng đã bắt quả tang cô vợ ngoại tình rồi. Gã nhân tình sau khi lấy được giày đã âm thầm trốn ra bằng cửa sau về lều của mình.